Xin chào tất cả các em thân mến. Hôm nay các em thử đoán xem chị Hà Tiêu sẽ đem đến sản phẩm gì cho các em trong chương trình review các sản phẩm của Kid Plaza đây. Sản phẩm chú ốc sen màu xanh rất là bắt mắt và đáng yêu phải không nào? Và bây giờ các em hãy cùng chị khám phá xem là trong bộ đồ này con ốc sen của chúng ta có những âm thanh gì nhé. Vậy là chị đã mở xong và tháo ra xong rồi các em. Chúng ta hãy cùng khám phá mặt trước và mặt sau của sản phẩm nhé các em. Đây chính là mặt đằng sau. Và mặt đằng sau của chúng ta sẽ có chỗ để lắp pin và chỗ nút để mở và tắt các em ạ. Và đây chính là chỗ để chúng ta lắp pin các em ạ. Bây giờ chị Hạt Tiêu sẽ mở ra cho các em xem và để chúng ta lắp pin nhé. Và giờ chúng ta hãy cùng nhau khám phá các âm thanh của sản phẩm này nhé các em. Âm thanh rất là hay và trong trẻo phải không nào? Với sản phẩm này của chúng ta sẽ có các cái nốt nhạc này các em này, các cái nốt này. Đây chính là các nốt đồ re mi đấy các em ạ. Trên mỗi một nốt nhạc sẽ được dán các hình các con vật rất là ngộ nghĩnh và đáng yêu. Các con vật này sẽ giúp cho các em có thể nhận biết được đâu là con ếch này, đâu là con chim này, đâu là con hổ đấy các em ạ. Và ở phía đằng bên trên này cũng chính là các con vật này. Trong mỗi một con vật này sẽ có những âm thanh khác nhau đấy các em ạ. Mình cùng nhau bật và khám phá nghe xem tiếng kêu của chúng như thế nào nhé. Chị Hạt Tiêu đã khám phá xong hết tất cả âm thanh cho các em nghe rồi đấy. Các em thấy các âm thanh của các con vật nghe có thú vị không nào? Rất là hay đúng không nào? Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo nha.